Nhận định về tình hình bão Koinu, chiều ngày 4 tháng 10, trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cho biết, bão Koinu đi vào Biển Đông nhưng ít có khả năng ảnh hưởng tới đất liền Việt Nam. Đến 13 giờ ngày 6 tháng 10, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/h, cách Phúc Kiến Trung Quốc 150 km về phía nam. Sau đó bão di chuyển vào Biển Đông và suy yếu dần. Sức gió mạnh nhất cấp 10-11, giật cấp 13. Do ảnh hưởng của bão Koinu trên đất liền, chiều tối và đêm ngày 4 tháng 10, khu vực từ Quảng Nam đến Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30 mm, có nơi trên 50 mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh.